Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Bách vừa về được một con 363 SG và đây là cái dòng CD giá rẻ của Sony xuất hiện ở thị trường Việt Nam khá là lâu rồi. Thì dòng này nó mang trên mình một cái đặc trưng về âm sắc, đó là sự trong trẻo và tươi mới. Nếu như so với những cái sản phẩm cùng phân khúc của Dinong, Marantz hoặc là Pioneer á, thì sự trong trẻo của Sony nó vượt trội hơn rất là nhiều. Và hiện tại nếu như mà các anh đang cần tìm một cái nguồn phát giá rẻ ở phân khúc giá dưới 5 triệu thì các anh có thể tham khảo con này ha. Nó là hàng Bách mua đấu giá trực tiếp từ Nhật về về tới Việt Nam với tình trạng khá là tốt. Bách đã test và kiểm tra rất là kỹ rồi. Hiện tại thì nó sẽ có giá bán ở chỗ Bách là 4 triệu rưỡi nha. Mức giá này không bao gồm tiền phí vận chuyển và nó chỉ có thân máy thôi, không có phụ kiện kèm theo như là remote nha các anh. Bây giờ thì Bách sẽ quay kỹ để các anh đánh giá về tình trạng của nó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái gương mặt phay xước màu đen và như các anh thấy ở đây, hầu như nó không có những cái vết trầy xước hay là tì vết nào đáng để chúng ta phải bận tâm ha. Bây giờ thì Bách sẽ lấy một cái đĩa ra để chúng ta thử luôn về khả năng hoạt động của nó. Cái này là đĩa phôi Pono và đĩa Bách tự chép nha, chứ nó không phải là đĩa gì mắc tiền lắm đâu. Thì mình chép một cái như thế này, tiền chi phí mình bỏ ra rẻ lắm các anh, khoảng 20 ngàn thôi, cả hộp luôn á. Bách thấy là chất lượng của nó cũng tốt. Thì Sony 363SG nó chạy mắc từ các anh, cho nên là nó nhận đĩa và phát nhạc rất là nhanh. Cái độ trễ của nó thấp hơn so với những cái dòng của các cái thương hiệu khác. Các anh có thể thấy ha. Độ trễ của nó chỉ ở khoảng 1 tới 2 giây thôi, rất là thấp. Rồi mình sẽ thử qua một vài bài xem như thế nào ha. Đó, các anh có thể thấy là gần như chúng ta vừa buông tay ra là nó đã nhận và phát được rồi. Gương mặt của con này rất là hoàn hảo các anh. Tất cả mọi chi tiết ở đây. Không có gì để chê trách ha, và khả năng hoạt động của nó từ cơ cho tới mắt rất là hoàn hảo. Ở đây là jack cắm phone 6 ly. Thì các anh có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái viền kim loại được mạ vàng và ở đây nó có cái tình trạng rất là tốt, không có bị những cái tình trạng như là bị đen hay là bị bạc màu á. Những cái sản phẩm mà mình mua đấu giá trực tiếp từ Nhật về thì đã đa phần nó sẽ như vậy. Đây là phần nắp lưng này các anh. Nắp lưng của nó cũng còn khá là đẹp ha. Rồi, chúng ta sẽ có những cái chân ốc và các anh có thể thấy là cái chân ốc của nó cũng không có cái dấu hiệu tháo mở, cho nên là cái ga của ốc á, cái đầu tán của ốc nó còn rất là đẹp nè. Đó. Ở ngoài trời nó đang mưa cho nên là video nó sẽ chắc Bích nghĩ là nó sẽ hơi ồn thì các anh thông cảm ha. Rồi, nắp lưng đẹp nè, mặt đẹp. Bây giờ thì anh em mình sẽ quan sát phần mặt sau và cái nội thất bên trong. Dòng này thì hầu như là kênh nào ở trên cái diễn đàn đồ chơi âm thanh người ta cũng có đề cập tới rồi. Cho nên những cái ưu nhược điểm của nó chắc các anh cũng không có xa lạ gì ha. Mình sẽ bỏ qua phần đó để tiết kiệm bớt thời gian. Chủ yếu là mình quan sát và đánh giá về cái tình trạng của nó thôi. Rồi, đây là phần mặt sau này các anh. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái góc cạnh của thân vỏ và các anh có thể thấy là nó còn giữ được tình trạng rất là tốt nè, không có bị cấn mớp. Ở đây thì nó sẽ có một vài cái vết xước nhưng mà ở phần mặt sau Bách nghĩ là có thể châm chước được ha các anh. Các cái giác cắm AV ở đây thì các anh thấy là lớp mạ vàng của nó còn rất là đẹp, đúng chất hàng ở bên đó về, không có giống như là hàng đã xài ở Việt Nam. Con này số series của nó là 0955 ha. Bây giờ thì Bách sẽ mở cái nắp lưng ra để các anh đánh giá về cái nội thất bên trong. Đối với khoang nội thất của con 363SG lần này thì các anh quan sát về những cái chi tiết được làm bằng thép nguyên bản nè. Những cái vị trí này nó rất là dễ bị oxy hóa do nó không có được xi mạ hay là sơn phủ bên ngoài. Thì đối với những cái con máy mà giữ được cái nền thép trắng như thế này á, thì các anh có thể đánh giá được cái tình trạng của nó ha. Tất cả những cái chi tiết khác được làm bằng thép nguyên bản nó đều như vậy hết các anh. Đó. Đã đa phần những cái sản phẩm mà mua đấu giá trực tiếp về chưa sử dụng ở Việt Nam thì nó sẽ giữ được cái tình trạng như vậy. Tổng quan khoang nội thất thì chúng ta có một cái tình trạng rất là sạch sẽ ha. Tại vì khoang nội thất của CD thì nó không giống như âm ly và nó gần như là kín tuyệt đối, rất ít bụi cho nên nó còn mới được lâu á các anh. Ở đây là cái phần tân phô cấp nguồn. Thì đối với cái dòng máy này á, sẽ có những đời nó có hai cái tem giấy dán ở trên. Có những đời nguyên bản khi xuất xưởng ra nó sẽ không có như thế này nha các anh. Chứ không phải là nó bị khô, nó bong ra hay là thay thế gì hết. Tại vì á, khi mà chúng ta lột cái tem nó ra thì nó có một cái lớp sơn cách điện trên tân phô này nè các anh. Thì khi mà mình lột ra thì nó sẽ có cái dấu in hình cái tem nó lên. Còn cái nguyên bản thì nó sẽ như thế này. Nếu như mà các anh tham khảo về các cái dòng máy nội địa và đặc biệt là dòng 363SG nhiều, các anh sẽ biết có những dòng nó không có nha. Rồi, ở đây là cái phần bo nguồn chính nè. Và bên này là cái phần bo xử lý tín hiệu. Thì các anh thấy là bo xử lý tín hiệu trên con 363SG nó khá là đơn giản.
Tuy nhiên á thì cái bo này là loại bo hai mặt, có nghĩa là linh kiện một phần là nằm ở trên, một phần là nằm ở dưới. Ví dụ như là những con chip giải mã quan trọng này đó, những cái chi tiết như thế này thì nó sẽ có một con IC nó dán ở dưới á, chứ không phải là nó không có nha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái dàn cơ còn rất là mới này. Tổng thể thì con này từ gương mặt, nắp lưng cho tới nội thất và phần mặt sau đều rất là hoàn hảo ha các anh. Không có điểm trừ gì đáng để chúng ta phải bận tâm cả. Cái con máy này thì Bách cũng test rất là kỹ rồi, qua rất là nhiều loại phôi đĩa rồi. Và nó đọc cũng giống như là hoạt động khá là hoàn hảo. Sản phẩm thì nguyên bản 100% và Bách sẽ bảo hành cho các anh trong vòng 3 tháng để các anh có thể yên tâm sử dụng. Đối với CD á, thì Bách chỉ có thể bảo hành cho các anh trong vòng 3 tháng thôi. Tại vì nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, không giống như là âm ly. Cho nên là bảo hành 3 tháng ha. Rồi, hiện tại thì nó sẽ có mức giá bán là 4,5 triệu và mức giá không bao gồm tiền phí vận chuyển nha các anh. Nếu như mà các anh yêu thích hoặc là quan tâm hay có thêm bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ trực tiếp với Bách qua số điện thoại Bách để trên tiêu đề của video nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh trong các video lần sau ạ.